anh chị các bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với cái video tiếp theo trong các cái bước thao tác để thiết lập một cái chiến dịch Google AdWords một cách chi tiết. Và cái video này là cái video nối tiếp phần thứ 3 để tôi trao đổi và hướng dẫn chi tiết cho các anh chị cách mà chúng ta chạy quảng cáo AdWords trên chỉ mạng tìm kiếm với cái tính năng là tất cả tính năng. Và sau khi mà chúng ta đã thiết lập được những cái phần ở phía trước như là ngân sách, giá thầu, rồi thì các cái tiện ích mở rộng vân vân, thì đến phần này là chúng ta sẽ sang đến cái loại là nhóm quảng cáo. Tức là sơ đồ của AdWords nó sẽ chia thành từ chiến dịch, sang nhóm quảng cáo, sau đến quảng cáo. Chúng ta phải kết thúc cả ba cái việc này thì chúng ta đã hoàn thành một chiến dịch quảng cáo. Và ba thứ này nó tạo nên chiến dịch quảng cáo thì chúng ta sẽ chạy được. Có đúng không ạ? Thiếu một trong ba thứ này thì chúng ta vẫn chưa chạy được. Đó. Như vậy một chiến dịch có thể có nhiều nhóm quảng cáo, một nhóm quảng cáo có thể có nhiều quảng cáo. Đấy. Thế nhưng mà đơn giản nhất là một chiến dịch, một nhóm và một quảng cáo. Thì bây giờ chúng ta đang thiết lập đến nhóm quảng cáo, được chưa ạ? Tên nhóm thì quay lại với cái ví dụ cũ, nó chính là cái việc là bán sỉ gà, đúng không ạ? Bán sỉ trứng gà. Và tôi có lấy cái ví dụ như vậy cho các anh chị. Thế thì đây tôi cũng cho anh chị xem một cái mail thực tế thôi. Đấy, thì hiện nay là đấy, thì ví dụ như là bên khách hàng cũng đang muốn tôi làm web rồi thì các thứ, đúng không ạ? Các bạn đang gửi mô tả đây. Thì tôi muốn là nói là có sách mách có trứng, đúng không ạ? Đấy, gà qué đây. Đấy, quy trình này nọ, trả lời trực tuyến vân vân. Để cho mọi người thấy là tôi nói có sách mách có trứng thôi. Ok. Tạo quảng cáo thì ở đây chúng ta sẽ có 4 cái mẫu quảng cáo. Đấy là quảng cáo văn bản, quảng cáo tìm kiếm động, quảng cáo tương tác, ứng dụng trên thiết bị di động và quảng cáo chỉ cuộc gọi. Thế thì từng cái loại này là cái gì và tác dụng của nó như nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu, được chưa ạ? Thông thường thì chúng ta sẽ chọn cái loại mặc định là quảng cáo văn bản. Thế nào gọi là quảng cáo văn bản thì chúng ta sẽ vào đây, đúng không ạ? Chúng ta lại tiếp tục với một cái từ khóa chúng ta tìm kiếm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm một cái từ khóa khác đi, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn có nhu cầu gì, ví dụ như là các bạn muốn mua một chiếc xe máy và các bạn muốn hỏi giá, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ search là giá xe SH 125i, enter. Vâng, thì đấy thì nó sẽ ra một cái phần giáp meta, đúng không ạ? Vâng, các bạn thấy không thấy có ai chạy AdWords, không thấy ai chạy AdWords trong cái sản phẩm này. Thế thì chúng ta sẽ tìm cái sản phẩm khác đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mua, ví dụ như là hôm trước là chúng ta sẽ mua iPhone rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ mua iPad, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mua iPad mini, enter. Thì cũng ra rất là nhiều những cái đơn vị bán như thế này. Thì cái mẫu quảng cáo như thế này người ta gọi nó là mẫu quảng cáo văn bản các bạn nhé. Và đấy, chữ AD màu xanh để trong hình chữ nhật, mẫu quảng cáo văn bản. Ok. Thế đầu tiên là chúng ta sẽ làm mẫu quảng cáo văn bản. Thì cái phần xem trước nó sẽ trông như thế này. Đây gọi là phần xem trước. Tức là cái quảng cáo chúng ta làm nó sẽ trông nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ đánh vào đây. Các bạn lưu ý là cái số ký tự nó sẽ rất là hạn chế, được chưa ạ? Và thậm chí là ngôn từ nó cũng sẽ hạn chế. URL cuối cùng là cái đường link mà các bạn muốn là khi người ta nhấp vào nó sẽ chạy về. Đấy, thí dụ như là tôi sẽ bấm vào cái phần liên quan đến là Taiwan đi, thì nó sẽ chạy về cái link nào. Thì đây chính là gọi là URL cuối cùng, được chưa ạ? Vâng. Đấy, thì Taiwan iPad mini đây. Và nó cũng đưa một cái đường link rất là dài, chúng ta nhìn thấy ở đây. Thì cái này nó dùng cái URL tracking để nó đo lường. Thế còn cái link gốc của nó có thể là chỉ là như thế này thôi, đúng không ạ? Nó sẽ chạy về cái đường link liên quan đến iPad như thế này. Vâng, nó liên quan đến iPad như thế này. Thế thì chúng ta sẽ đưa cái đường link này vào đây, được chưa ạ? Hoặc là chúng ta sẽ lấy đường link của chúng ta, ví dụ như là trang PA Marketing giới thiệu một cái khóa học là Facebook Marketing, ví dụ thế, hay là học AdWords, quảng cáo trên AdWords, được chưa ạ? Chúng ta đưa vào đây. Thì đây chính là URL cuối cùng, tiêu đề. Vâng, nhóm quảng cáo ở đây là liên quan đến bán trứng gà, đúng không? Đường link này là PA Marketing thì có vẻ không hợp lý lắm. Thế thì mình có thể, ở đây tôi đang dùng một cái ví dụ để cho chúng ta hiểu thôi. Không sao các bạn lại trách tôi là thầy thì nói một đằng xong thầy lại đưa link một nẻo, đúng không? Đấy, vì tôi chưa có cái trang web của trứng gà,
Ok, vậy thì tôi sẽ sửa cái nhóm này đi thành là khóa Facebook Marketing by Phan Anh, đúng ạ. Vâng, tiêu đề là gì ạ? Học face, học quảng cáo trên Facebook. Đấy, em chấm than một cái ví dụ thế. Học xong giỏi nghề tiền về ngay không đủ. Học xong giỏi nghề tiền về bỏ thì phí 4 ký tự, mà viết thì đang chưa biết viết cái gì, nó rất là khổ cho chúng ta ở đấy, đúng không ạ? Số lượng ký tự nó rất là ít. Đấy, học xong giỏi nghề tiền về bán hàng. Vâng, nhiều, ok, không đủ. Học xong giỏi nghề thôi. Vâng, bỏ chữ xong đi. Học giỏi nghề được chưa? Tiền về như nước, ok. PA Marketing. Đấy, cái đường link nó sẽ mô tả đường dẫn như thế này. Đấy, mình có thể thêm vào ví dụ như là Facebook. Đấy, toàn diện, đúng không ạ? Nó sẽ hiển thị pamarketing.vn sửa Facebook, sửa toàn diện, được chưa? Hoặc là mình sẽ làm là Facebook by Phan Anh chẳng hạn, ví dụ thế, được chưa? Ok. Thì cái đường link này, cái đường link nó hiển thị ở đây này, nó chính người ta gọi nó là link giả hay là URL hiển thị. Còn cái link thật nó chính là ở trên này, các bạn hiểu chưa ạ? Vâng. Mô tả thì viết mô tả thì nó sẽ chạy ra ở đây. Được chưa? Chúng ta sẽ viết mô tả. Tiền về như nước đang bị thiếu. Bỏ dấu gạch đi. Ok. Đấy. Học phí chỉ 2 triệu đồng. Ví dụ thế, được chưa ạ? 2 triệu đồng viết không như này cho nó viết tắt, được chưa ạ? Bảo hành trọn đời, cập nhật liên tục. Đấy. Hài lòng mới trả tiền. Ok. Đấy, tức là cái các bạn lưu ý nhé, cái phần mà chúng ta viết cái phần quảng cáo văn bản đây thì tôi cũng chưa có nhiều thời gian nên tôi sẽ nói như thế này. Tại vì tôi đang hướng dẫn thao tác. Thế thì ở đây thì các bạn cần hết sức lưu ý là cái số lượng ký tự mà ở Google mà cho chúng ta viết ngôn từ quảng cáo như này nó rất là ít, đúng không ạ? Chúng ta chỉ được có khoảng chừng 40-50 ký tự. Đấy, một cái là 15-15 với lại một cái 25, chính xác là khoảng tầm 45 ký tự, bao gồm cả khoảng trắng. Cho nên là chúng ta cần phải viết này, thứ nhất là cái kỹ thuật giật tít, cái kỹ thuật kêu gọi, cái kỹ thuật là viết ngôn từ quảng cáo trong một cái số lượng ký tự nó luôn luôn bị giới hạn. Đấy, vì thế là chúng ta sẽ phải viết làm sao cho nó thật là hay, thật là cô đọng, thật là xúc tích, thật là mạnh mẽ để làm sao cái người mà người ta nhìn vào quảng cáo là người ta muốn mua hàng ngay. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng. Người ta rõ được những cái thông điệp thì người ta sẽ click vào đây. Và khi click vào đây nó sẽ chạy ra trang này. Và nó chạy ra cái trang này thì cái landing page của chúng ta nó đã đầy đủ, rất là hấp dẫn các thông tin rồi, đúng không ạ? Đấy, giá học phí rồi vân 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 vân. Đấy, rồi thì nội dung chương trình như thế này, vân vân vân, đúng không ạ? Quà tặng các thứ. Tôi giả sử như thế. Đấy, thì chúng ta sẽ nói về cái việc là tối ưu cho landing page sau. Ok, rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa tạo xong một cái mẫu quảng cáo văn bản. Đấy, ok nhé, để chúng ta có thể lựa chọn URL nâng cao. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể đưa URL cho thiết bị di động bằng một cái đường link là m. Đúng không? Hoặc là chúng ta có những cái mẫu theo dõi dưới dạng là tracking với những cái đường link URL. Đúng không? Cái này thì chúng ta sẽ phải học một chút về một cái phần liên quan đến URL tracking. Để chúng ta đưa các thông số vào để chúng ta đo lường. Được chưa ạ? Vâng. Như vậy
và chúng ta sẽ tạm xong ở cái phần viết quảng cáo ở đây liên quan đến quảng cáo văn bản. Một lát nữa tôi sẽ quay lại với các quảng cáo tìm kiếm động và quảng cáo chỉ có gọi cho các bạn. Bây giờ thì ta sẽ xem đến cái phần chọn từ khóa, đúng không ạ? Cái mẫu quảng cáo nó sẽ hiển thị như thế này bên tay phải chúng ta đây. Ok. Sau đó thì bây giờ là cái từ khóa mà chúng ta chạy là cái từ khóa gì? Cái từ khóa đấy tức là khi mà cái người dùng tìm kiếm ấy, người ta đánh, người ta tìm cái từ gì nó ra cái kết quả tìm kiếm trả phí của mình thì cái đó gọi là từ khóa. Sau đó thì chúng ta sẽ học về cái cách chọn từ khóa sau, cách đối sánh rồi cách phủ định sau, nhưng tạm thời là bây giờ chúng ta hãy mặc định rằng chúng ta đã có những cái từ khóa rồi, đúng không? Thậm chí là Google AdWords nó cũng đã có những cái từ khóa gợi ý cho mình. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ như là danh mục học Facebook này, học được chưa? Đấy, nó cũng gợi ý hết cho mình, chơi luôn. Rất là hay, đúng không ạ? Đấy. Online Facebook, đúng không? Hay là Facebook Marketing. Đấy. Ok, chơi luôn. Ví dụ thế. Còn nếu mà mình đã có rồi thì mình chọn, còn nếu không có thì đây nó công cụ nó có sẵn cho mình rất là nhiều, đúng không? Đấy, tôi tạm sử dụng như vậy. Thế thì nhiều hay ít nó phụ thuộc vào ngân sách của chúng ta là chủ đạo. Nếu mà ngân sách của chúng ta dồi dào thì chúng ta cũng có thể chọn nhiều từ khóa. Nhưng mà nếu mà ngân sách của chúng ta mà hạn chế thì chúng ta hãy chọn một số từ thôi. Đấy, nhiều không có nghĩa là chúng ta sẽ bán tốt, mà ít không có nghĩa là chúng ta sẽ bán được ít. Thì khi chúng ta chọn nhiều từ thì cái cơ hội tiếp cận với khách hàng nó sẽ được nhiều, nhưng đổi lại có thể cái nguy cơ lãng phí nó sẽ cao. Vấn đề là từ gì? Ở đây thì tôi phân tích một chút là cái khóa học. Thì khi nào người ta có nhu cầu học khóa học thì người ta mới tìm đến tôi. Thì tôi đã chọn ở đây rất là nhiều những cái từ mà nó tương đối là sẽ chi tiết, đúng không ạ? Khóa học Facebook, cách học Facebook, cách bán hàng trên Facebook, cách bán hàng trên Facebook hiệu quả, vân vân. Thì những cái nhóm này, những cái nhóm từ này tôi cho rằng là nó cũng tương đối là chặt chẽ và sát sao. Thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái danh mục này của Google AdWords hướng dẫn sẵn, được chưa ạ? Xong rồi. Đấy, thì các bạn có thể bấm vào đây ước lượng lưu lượng tìm kiếm, đúng không? Vui lòng nhập giá thầu. Vâng. Giá thầu ở đây thì chúng ta sẽ chọn giá thầu tối đa, ví dụ như là khoảng độ 10.000. Đấy, 10.000. Thì cái ước lượng lưu lượng tìm kiếm ở đây là Google nó sẽ thống kê cho chúng ta rằng với những cái từ như này thì chúng ta sẽ thu được bao nhiêu cái lượng tìm kiếm trên một ngày, đúng không? Đấy, số liệu chỉ là ước tính cho các từ khóa ở trên. Đấy, đây, ví dụ CPC trung bình nó khoảng độ 6.700 đến 8.000, đại khái là nó sẽ dao động khoảng 7 đến 8.000. Đấy, được chưa? Chi phí trên ngày. Và ở đây thì mình đang nói là cái gì ạ? Giá cho một CPC. Bởi vì cái chi phí trên ngày của chúng ta lúc trước là chúng ta đặt khoảng 100.000 thì nó bị sót, nó còn có 10.000 thôi. Thì chúng ta vào chúng ta lại sau đấy nhé. Vâng. Đây nó ước tính là số lần nhấp chuột trên ngày được 1. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đặt chi phí nó có 10.000 thôi. Thế nếu mà chúng ta đặt vào đây là 100.000 thì nó sẽ được 10, mà đặt 1 triệu nó sẽ được 100 click. Các bạn hiểu ý tôi không? Vâng. Ok. Đấy. Được chưa ạ? Các bạn bây giờ các bạn có thể lưu nhóm quảng cáo và các bạn đi tiếp. Các bạn đi tiếp. Còn hoặc các bạn có thể hủy nhóm quảng cáo. Thế tôi cũng không lưu và tôi không hủy. Bây giờ tôi quay lại với cái phần quảng cáo tìm kiếm động. Đấy, thì mọi thứ ở bên dưới nó vẫn giống như thế, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem cái mẫu quảng cáo tìm kiếm động. 35 ký tự học Facebook Marketing, học bán hàng trên Facebook, chuyên nghiệp. Đấy. Học xong tiền về, đúng không ạ? Có nghề nghiệp. Có nghề có nghiệp đi. Được chưa ạ? URL hiển thị. URL hiển thị của chúng ta. Và trang đích được chọn động. Ok. URL hiển thị vứt ở đây. Quá rồi. Cái này chắc phải nó dài như thế này thì chúng ta sẽ phải dùng một cái phương pháp là thu ngắn đường link. Chúng ta sẽ có thể dùng cái bit.ly như thế này. Một cái dịch vụ chuyên để thu ngắn đường link. Bit.ly. Một cái dịch vụ này tôi dùng cũng rất là lâu rồi. 6-7 năm nay rồi.
Ví dụ các bạn có thể đưa một cái đường link rất là dài vào đây, sau đó các bạn tạo ra một cái đường link ngắn hơn và các bạn tùy biến cái đường link này, đúng không ạ? Các bạn tùy biến. Facebook toàn diện. Ok. Tôi giả sử như thế. Thế là cái đường link này bây giờ nó sẽ trở thành là cái đường link Facebook toàn diện. Đây, bit.ly Facebook toàn diện, enter cái thì nó ra đúng đường link trang web của tôi. Rất là dài đúng không? Tôi giả sử như thế. Các bạn có thấy là cũng có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi. Vứt ở đây. Ok. Tất nhiên đây là chúng ta đang làm mẫu thôi đúng không ạ? Bởi vì quảng cáo này nó sẽ liên quan đến URL gốc, URL đích, quảng cáo tìm kiếm động đúng không ạ? Dòng tiêu đề được tạo động. Cái này trong tiếng Anh người ta gọi là Dynamic Ads đúng không ạ? Quảng cáo mà để cho khách hàng người ta có thể rất là đa dạng trong cái quá trình chúng ta chạy quảng cáo và tìm kiếm. Và tương tự như thế đây các bạn cũng có thể làm, cũng giá thầu. Vâng, nhóm quảng cáo này chưa hoàn toàn sẵn sàng, bạn phải nhắm mục tiêu hoặc nhiều danh mục. Tất cả các trang web trên là phải tập hợp con của một trang tìm kiếm động, được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải thiết lập bằng cách là viết quảng cáo tìm kiếm động. Đấy. Và chúng ta phải tạo ra được cái mẫu quảng cáo cũng như cái URL của nó. Thì cái này tôi chỉ làm demo cho các bạn xem thôi nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng cái URL cuối cùng là một cái trang đích được chọn động cho quảng cáo. Thì cái trang đích này thì bạn phải chỉnh sửa và chèn các thêm tham số value check vào, tức là nó phải ở dưới này, chúng ta buộc phải đo lường. Đấy. Còn tương tác trên ứng dụng thiết bị thì chúng ta sẽ chọn ứng dụng. Ứng dụng này là của Android các thứ đấy, Google Play đấy, đúng không ạ? Apple đấy. Chúng ta tìm như hôm trước chúng ta làm đấy, Uber chẳng hạn, đúng không? Chúng ta chạy cái này, chúng ta chọn. Đấy, tương tác trên thiết bị di động. Chúng ta sẽ quảng cáo. Vâng, tiêu đề là gì? Học Facebook kiếm tiền ngay. Hoặc là kiếm tiền trên Facebook ngay. Được chưa? Bán hàng quảng cáo kiếm tiền Facebook. Rồi, học phí chỉ 2 triệu đồng, hay là thôi 200k thôi, cho một buổi, 2 triệu cho 10 buổi, đúng không ạ? Bảo hành, chọn đời, và không đủ, cả đời, chữ chọn không đủ thì cho chữ cả. Đấy. Thế thì đây, cái quảng cáo trên Uber đây, đã cài đặt vân vân, đúng không? Đường link, máy chủ, đường dẫn, vân vân. Cũng chọn từ khóa như thế. Nhưng mà lúc này là cái sản phẩm của mình là gì ạ? Tương tác trên ứng dụng di động. Đấy, thì nó sẽ trông như thế này. Chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ ra một cái người mà người ta đang chơi trên một cái ứng dụng. Bởi vì là Google nó có cái quảng cáo ở trên nền tảng Google Android. Tức là chúng ta dùng cái hệ điều hành Android và sau đấy thì chúng ta sẽ dùng một số những ứng dụng trên Android và chúng ta sẽ phải chịu quảng cáo. Thỉnh thoảng mình bật 3G lên hoặc là bật wifi lên mình chơi các cái ứng dụng, đúng không? Nhất là các ứng dụng miễn phí thì đều chúng ta phải chịu quảng cáo. Cái đấy chơi đấy là bình thường. Hay là quảng cáo chỉ cuộc gọi, tức là nó chỉ xuất hiện số điện thoại thôi. Tên doanh nghiệp là PR Marketing JSC, công ty của JSC. Dòng mô tả gọi ngay để được tư vấn về Facebook, đúng không ạ? Hay là về AdWords. Và kiếm tiền ngay rất hăng say. URL hiển thị. Chúng ta sẽ copy thử ngay đây xem sao. Vứt ở đây, khóa ký tự, được chưa? Khóa ký tự, vứt ở đây. Vẫn bị âm 8. Thôi, thế thì cho bit.ly nhé.
viết ly này, viết chấm ly này, Facebook toàn diện, ok xong. Đấy, tương tự như thế, chưa sẵn sàng cũng chưa ra dạng. Trước khi quảng cáo có thể chạy, bạn cần hoàn tất tạo ít nhất một quảng cáo, được chưa? Chưa sẵn sàng, ok. Thì mình đã chưa tạo ra mà. Lưu Hoàng, đích đến không khớp hai link này, không xài được. Thế mới khổ. À rồi, ok, chúng ta sẽ dùng link này. Chúng ta rút gọn nó đi. Facebook toàn diện là được, nó đấy thôi. Xong. Mình kiếm tiền Facebook cũng được. Ok. Hai link này không nhận, mình sửa thôi. Xong rồi. Gì nữa, lỗi gì nữa đây? Chọn luôn, không biết là lỗi gì. Có thể dùng chữ FP viết tắt chăng. Đấy, cứ làm thôi, không sợ. Ok, Enter. Trong lúc nó lưu thì đấy, tôi mới quay ra tôi nói với các anh chị nghe là như vậy, là tôi đã vừa hướng dẫn các anh chị các bước, từng bước một chi tiết về cách chúng ta sẽ thiết lập một cái chiến dịch, một cái nhóm và một cái mẫu quảng cáo cho Google AdWords. Và trong Google AdWords tìm kiếm thì nó có bốn cái loại mẫu quảng cáo này, đúng không? Quảng cáo văn bản, ứng dụng, dùng chỉ cuộc gọi. Nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ sử dụng cái quảng cáo văn bản là nhiều, hoặc là cái quảng cáo chỉ cuộc gọi. Còn hai cái loại kia thì tôi thấy khá là ít người dùng. Đó. Thì vừa rồi là tôi đã hướng dẫn một cái video rất là chi tiết, các bạn nhìn thấy không ạ? Các từ khóa này đã màu xanh lá cây biểu thị là các từ khóa này đã được duyệt, đủ điều kiện để chạy. Chiến dịch của tôi là bán sỉ trứng gà, nhưng mà nhóm chiến dịch là Facebook Marketing, đúng không ạ? Và từ khóa là Facebook Marketing, cách bán hàng, rất nhiều các từ khóa. Thì lý do là cái video phần 1 thì tôi nói lấy một cái ví dụ về trứng gà, cái video thứ hai tôi cũng lấy ví dụ trứng gà, video thứ ba tôi lấy ví dụ về Facebook, đúng không? Thì các bạn cũng không sao bỏ qua cái sự không logic của tôi từ đầu đến cuối, bởi vì tôi muốn giới thiệu với các bạn nhiều cái ví dụ, được chưa ạ? Vâng, thế thì tôi xin phép kết thúc cái video này, cái video mà hướng dẫn chi tiết và cái bài học từng bước các bạn tạo một cái chiến dịch quảng cáo trên AdWords như thế nào. Và trong những bài học tiếp theo thì tôi sẽ đưa ra những cái thông điệp, đưa ra những cái cách thức để các bạn nhắm chọn, tìm kiếm từ khóa, cách sử dụng từ khóa, nghiên cứu hành vi khách hàng. Đấy, rồi thì chúng ta chạy từ khóa là rộng hay hẹp, đúng không ạ? Chạy đối sánh như thế nào, chạy phủ định như thế nào. Và những cái tip, những cái thủ thuật để giúp cho cái việc chạy quảng cáo Google AdWords của các anh chị trở nên hiệu quả hơn. Và rất vui được chia sẻ và được hướng dẫn cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.